cung nữ đó ngươi xử lý ra sao rồi? Nương nương yên tâm, từ nay cung nữ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nương nương nữa. Vậy mới xứng là nô tài của ta. Làm việc gì cũng gọn gàng nhanh lẹ. Miễn lễ. Thưa ngài bổn cung, mời ngươi tới chỗ của ta đi uống trà thì không thấy ngươi đâu, nhưng lại chạy tới chỗ của hoàng hậu để thỉnh an điều đặn. Thỉnh an hoàng hậu nương nương là bổn phận của thần thiếp. Miễn lễ. Lê Tiệp Dư và Ngô Quý Nhân đây là người mới vừa nhập cung, cho nên chưa thông thuộc các quy tắc trong cung. Các muội đến trước nên chỉ bảo thêm cho các muội ấy. Tạ hoàng hậu nương nương. Đã là tú nữ thì phải học phép tắc, tinh thông quy củ hoàng cung trước khi vào cung. Hoàng hậu nương nương nói như vậy khác nào là nói bản thân người và thái hậu đã chọn sai. Thưa hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp tất nhiên là đã học hết phép tắc và hiểu hết lễ nghĩa trước khi vào cung, nhưng nương nương vốn rất nhân từ, vẫn rất quan tâm đến chúng thần thiếp. Thiết nghĩ nương nương là người đứng đầu hậu cung, lúc nào cũng nghĩ cho chúng thần thiếp. Đó là phúc phần của chúng thần thiếp, thưa nương nương. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, cung nữ Ngự Hoa Viên vừa phát hiện một xác chết ở gốc cây phía sau giường. Người nói rõ xem. Dạ khởi bẩm, trưa nay lúc dọn dẹp Ngự Hoa Viên, cung nữ phát hiện một xác chết ở gốc cây. Trên người xác chết vẫn y phục cung nữ màu trắng ngà, kỳ lạ là trên tóc còn cài bông hoa đỏ, dưới chân cũng rải đầy bông hoa đỏ thẫm, nhìn mà kinh sợ. Người nói rõ ta nghe. Khởi bẩm hoàng hậu, các thái giám đã kiểm tra cái xác và theo chúng thần nhận thấy thì đây là cung nữ của cung Khôn Thái. Dạ, dạ bẩm hoàng hậu nương nương, sáng nay Bích Hồng có sơ ý làm đổ nước lên người Trang Phi nương nương. Nương nương mới trách phạt ả có vài câu mà ả ta đã khóc lóc bỏ chạy. Sau đó thì không thấy ả quay lại. Nô tỳ nghĩ chắc là ả ta nghĩ quẩn. Có nghĩ quẩn hay không thì đợi tra xét sẽ rõ. Người đâu, bắt hết thái giám và cung nữ của cung Khôn Thái lại tra xét cho ta. Nhớ, không được bỏ sót bất kỳ ai, phải tìm cho ra hung thủ. Dạ, tuân lệnh. Dạ, dạ xin hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tài có tội. Dạ, là nô tài đã giết Bích Hồng mà. Là ngươi? Dạ, đêm qua nô tài đã cầu hôn nàng ta và còn hứa sau khi đủ tuổi xuất cung thì nô tài sẽ mang kiệu hoa qua đón nàng ta. Nhưng nàng ta nhất quyết cự tuyệt nô tài, nên nô tài đã xin hoàng hậu tha mạng. Xin hoàng hậu bẩm hoàng hậu nương nương, sự việc xảy ra ở trong cung Khôn Thái
cung nữ bị chết cũng là người của cung Khôn Thái. Thiết nghĩ việc này hoàng hậu nên giao lại cho cung Khôn Thái xử lý mới đúng. Ta là hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người cai quản của tam cung lục viện. Mọi chuyện lớn nhỏ đều phải do ta xử lý. Giết người thì phải đền mạng. Hoàng hậu, xin hoàng hậu tha mạng. Xin hoàng hậu tha mạng. Người xin đâu? Hoàng hậu tha mạng. Lôi tên thái giám này ra đánh hoàng chết hậu, cho ta. Hoàng hậu ơi. Dạ. Hoàng hậu, đi. Xin hoàng hậu tha mạng. Xin nương nương tha nhìn mạng lên. Trang phi nương nương, xin người hãy cứu nô tài. Trang phi nương nương, xin người hãy cứu nô tài. Trang phi nương nương, xin người hãy cứu nô tài. Trang phi nương nương.